đi coi ba câu cá. Hết mồi. Xa xíu. Theo ba câu cá nha. Gió quá trời gió rồi. Cá đâu hết rồi, nó thấy con nó sợ hay gì. Nó thấy con cái nó sợ luôn rồi. Nó ăn mồi chuối không hả ba? Chuối mít gì nó cũng ăn hả? Gì đỡ tốn mồi, nó ăn trái cây không à? Kiểm trí nha. Biểu ơi. Trời thương thương thương. Đi đi theo ba đi câu cá đây hả? Hả? Cùng chị với ba đi coi ba câu cá nha. Ôi, đạp trên váy chị coi nè. Ra. Đi ra đi ra. Nè, coi ba câu cá nè. Ngồi đây đi. Câu cá là phải có chữ nhẫn nè. Đợi hồi nó mới ăn. Con câu cá không đời dính hết trơn á. Ti. Dạ. Ủa dính rồi. Wow, hay quá ba ơi. Ồ, dính con cá bự quá. Chà. Cá dồ này là béo lắm nè. Toàn là ăn trái cây không à. Ăn thơm thịt lắm. Dạ. Ui bự quá nè. Ý ơi, thu hoạch được rồi. Như đi thôi thì vô. Như đây đủ một nồi canh chua với lại kho quẹt được. Dạ. Thích quá. Vậy con nữa hả? Cả nha. Đây nè. Những cái ao này là nuôi cá nè. Có cá tai tượng nữa. Cá dù, cá tai tượng, cá phi. Nó luôn rồi. Mất tiêu cái lưỡi câu luôn. Chừng sao. Ui, cẩn thận ơi. Gì đây gấu? Gấu à? Gấu. Bắt tay cái cây. Bắt tay gấu cái cây. Ừ. Chuối nó trơn á, nó cứ chốc cái lọt có tới bà tử luôn. Nó ăn ốc hay gì mà cái ruột gan dữ trời. Gấu à. Gấu. Nào con. Rồi. Chúc cả nhà có tuần vui vẻ nha.